Đây là khu vực hồ bơi. Xin chào bạn, rất vui được gặp lại bạn trong video này. Một số bạn đang tìm hiểu về căn hộ để mua ở thì có hỏi tôi rằng ở chung cư vào mùa dịch này có gì bất cập không anh Đức? Thì rất may là tôi đang sống tại một chung cư tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay tôi quyết định làm một cái video quay thực tế cuộc sống đang diễn ra như thế nào trong mùa dịch ở chung cư để bạn dễ hình dung hơn. Rồi, khẩu trang và kính bảo hộ đã sẵn sàng. Chúng ta cùng đi khám phá thôi các bạn. Let's go! Chung cư mình đang sống là chung cư The Sun Avenue tại quận 2, quy mô hơn 3.000 căn hộ, chưa kể cái office tower. Bình thường thì ở dưới này rất là đông, mọi người sẽ xuống này rất là đông, nhưng mà đang dịch Covid nên chủ yếu là các shipper đi giao hàng, mọi người xuống nhận hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng xung quanh cái shop house để xem tình hình kinh doanh như thế nào ha. Tại chung cư thì các cái shop house là cung cấp rất là nhiều tiện ích cho cư dân, như là các cái cà phê này, quán ăn, nhà hàng, spa, fitness, vân vân. Nhưng mà hơn 3 tháng nay thì bị giãn cách nên hầu như là đóng cửa hết trơn. Chỉ còn một vài cái siêu thị mini này, rồi nhà thuốc thì mới được mở cửa thôi. Tất cả là đều đóng cửa hết rồi. Những cái shop house này của Novaland họ bán cái thời điểm mà chủ tư bán giá rất là cao các bạn. Khoảng 120 triệu đến 150 triệu một mét vuông. Chính vì vậy là khi mà đưa vào kinh doanh cái giá thuê nó cực kỳ cao. Bình thường thì các cái shop house này kinh doanh đã khó khăn rồi, mà gặp cái mùa dịch này nữa thì cực kỳ khó khăn. Và sau khi mà hết giãn cách là chắc là nhiều shop house sẽ trả mặt bằng lại. Đây là mặt tiền cái khu chung cư. Mặt tiền này có rất là nhiều shop house, công ty cũng hoạt động ở khu này rất là nhiều. Nhưng mà qua mùa dịch thì tất cả đều đã đóng cửa. Chỗ này là một cái gallery nội thất rất là lớn nè, nhưng mà đã đóng cửa cũng hơn nửa năm nay rồi. Ở chung cư giờ chủ yếu là các hoạt động giao nhận hàng hóa thôi, các shipper rồi giao đồ tới,
cư dân xuống nhận hàng. Chứ mọi người ở chung cư rất là ý thức 5K, nếu mà không có việc gì quan trọng thì họ đều ở nhà hết, rất là ít khi mà xuống dưới tầng trệt này. Khu vực này thì bình thường rất là sầm uất, có quán cà phê Highland nè, rồi có phở 24 nè, có cà phê Ông Bầu, rồi mỗi buổi sáng, đặc biệt là cuối tuần, mọi người tập trung ở đây rất là đông để mà uống cà phê, để mà thư giãn. Nhưng mà hiện tại thì nó rất là hiu quạnh, tất cả đều đã đóng cửa. Thành phố thì cho bán hàng mang đi rồi, nhưng mà thực sự là bán hàng mang đi nó không có hiệu quả lắm, nên cái cửa hàng này họ vẫn cái cửa hàng ăn uống này có 24 hoặc là cà phê Highland thì vẫn trong tình trạng là đóng cửa. Ở chung cư thì vẫn còn cái ưu điểm là cái cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini như là Vinmart thì vẫn còn hoạt động. Đây là nơi mà sẽ cung cấp thực phẩm, lương thực thực phẩm cho cư dân, thì cũng rất là thuận tiện so với khi mình ở nhà phố. Ngoài ra là có ban quản lý thì họ vẫn hỗ trợ cư dân giao nhận hàng hóa, giữ hàng hóa dùm cho cư dân. Nó bình thường thì cư dân sẽ không có xuống này, đang dịch thì không có xuống dưới tầng G nhiều. Các siêu thị hiện tại cũng đã chuyển qua hình thức là mua mang đi thôi, chứ không có vào bên trong để giảm cái tình trạng lây nhiễm. Thì siêu thị họ sẽ nhận đơn hàng qua các nhóm chat trên Zalo, rồi sau đó họ chuẩn bị sẵn xong hết mọi thứ để kêu và gọi cư dân xuống nhận thôi. Nó giảm cái tình trạng lây nhiễm rất là nhiều. Đây là khu vui chơi trẻ em, thì 3 tháng nay thì đã bị giăng dây rồi. Các em nhỏ nhốt ở nhà 3 tháng thì rất là tội cho các bạn. Các bạn muốn xuống đây chơi lắm nhưng mà không thể nào xuống đây được. Ở nhà cho nó an toàn. Đây là khu vực hồ bơi nằm trên tầng 5 của khối đế chung cư. Đó, hồ bơi tràn bờ, đẹp lung linh, nước rất là mát. Nhưng mà 3 tháng nay thì đã dừng hoạt động không cho bơi nữa để ngăn cái tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Các bạn nhỏ nhà mình thì luôn nhắc là khi nào hết dịch thì ba cho con xuống bơi nha. Nhưng mà biết khi nào hết dịch đây. Hồ bơi bây giờ là chủ yếu để ngắm cho đã mắt thôi, không có bơi được. Vừa rồi tôi đã đưa bạn đi tham quan một vòng xung quanh cái khu căn hộ để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống của cư dân trong cái chung cư nó diễn ra như thế nào trong cái mùa dịch này. Thì bản thân tôi ở chung cư thì tôi cảm thấy cũng khá là ổn, chứ không có những vấn đề gì lớn. Ngoài những cái bất cập như là những cái tiện ích thì hiện tại đã đóng cửa hết rồi, như là khu vui chơi trẻ em hay là khu hồ bơi thì đã dừng hoạt động cũng được 3 tháng nay rồi. Cư dân là được yêu cầu là ở nhà theo chỉ thị giãn cách, thì cái cũng khá là bức bí.
chỉ ở trong căn hộ thôi, không được đi đi xuống đi bộ xung quanh cái chung cư, thì nó cũng khá là bức bí. Thì khi nào mà có việc xuống lấy đồ thì tôi mới xuống thôi, để đảm bảo an toàn cho mình cũng như là cho tránh cái việc lây nhiễm. Ngoài ra thì ở chung cư thì mọi người cũng lo lắng một số cái vấn đề như là khả năng lây nhiễm khi mà mình sử dụng chung cái thang máy vào bên bên trong thang máy, mặc dù là chỉ có một mình thôi, nhưng mà người lúc trước đi thì có thể là ví dụ như bị nhiễm đi, thì cái không khí ở trong thang máy nó cũng có anh cũng là nguy cơ để mà lây nhiễm, cũng như là những cái nút bấm ở trong cái thang máy. Hoặc là cư dân cũng khá là lo lắng khi mà mình xuống chung cái sảnh, chung sảnh thì mình đứng trong cái không gian kín như vậy thì cũng có nguy cơ lây nhiễm. Vừa rồi ở trong cái báo chí, trên báo chí cũng bàn tán về cái việc mà ở chung cư thì có nguy cơ lây nhiễm thông qua cái hệ thống mà hút mùi chung của tòa nhà. Tòa nhà của tôi đang sống cũng sử dụng cái hệ thống hút mùi chung như vậy. Khu vực bếp này, khu vực hai cái phòng vệ sinh thì được hút chung vào trong chung một cái hệ thống. Thì đây là một cái nghi ngờ thôi, chứ cũng chưa có những cái bằng chứng nghiên cứu cụ thể về cái nguy cơ này. Thì chỉ một số cái bất cập như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì ở chung cư có rất là nhiều cái ưu điểm mà tôi cũng muốn chia sẻ với bạn, để bạn có thêm những cái thông tin tham khảo. Ở chung cư nó có một số cái ưu điểm mà hơn những cái khu vực nhà phố hay là sống ở trong các cái hẻm. Thứ nhất đó là các cái shop house ở phía dưới, có những cái shop house như là siêu thị mini nè, cái cửa hàng tiện lợi, cửa hàng lương thực thực phẩm thì vẫn còn được hoạt động. Các bạn có thể thấy là Winmart nè, Circle K nè, 7-Eleven nè, thì cái cửa hàng rau ba sạch nè, cửa hàng Grow Fresh nè thì vẫn còn hoạt động. Đây là cái nơi mà cung cấp lương thực thực phẩm, rau sạch, trái cây cho cư dân trong suốt mùa dịch. Thì cư dân ở đây không phải đi tới siêu thị xếp hàng, hoặc là phải đi chợ lấy phiếu đi chợ, hoặc là nhờ bộ đội để mà mua hàng giùm. Đó, đây là một cái ưu điểm mà khi sống tại chung cư có các cái siêu thị tiện lợi, cái cửa hàng tiện lợi. Ưu điểm thứ hai nữa là ở chung cư thì có cộng đồng cư dân. Cộng đồng cư dân ở đây rất là lớn, với hơn 3.000 căn hộ này, kể cả những cái office tower nữa. Thì cộng đồng ở đây rất là lớn, mọi người chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh rất là nhanh chóng, và những ai khó khăn thì được hỗ trợ rất là nhanh chóng trong cái cộng đồng này. Và ngoài ra một cái điểm khá là hay khi ở chung cư đó là các cái chợ cư dân. Ở đây mọi người bán đủ thứ hết, có thể bán nguyên liệu, có thể bán lương thực, thực phẩm, trái cây, cá mắm, đủ thứ hết. Thì đây cũng là một cái nguồn mà tiếp cận thêm lương thực, thực phẩm cho cư dân, nó không phải quá là khó khăn như ở những cái khu nhà phố hay là những cái hẻm bên ngoài. Cái ưu điểm thứ ba khi mà sống tại chung cư đó là cái người sống ở đây đa phần là những gia đình trẻ có ý thức rất là tốt, tuân thủ về việc giãn cách cũng như là 5K rất là tốt. Nên trong cái chung cư của mình cũng như là chung cư một số người bạn mình đang sinh sống thì cái việc lây nhiễm ở trong chung cư nó ít hơn là lây nhiễm ở trong cái khu hẻm nhà phố. Ở cái tòa nhà của mình thì hiện tại cũng chỉ có một F0 đang điều trị thôi. Ưu điểm thứ tư khi mà ở trong cái khu chung cư đó là ban quản lý. Ban quản lý thì hoạt động 24/24, tổ chức vận hành cái tòa nhà, tổ chức đội vệ sinh, tổ chức chăm sóc cảnh quan, rồi an ninh vân vân. Thì ban quản lý cũng thường xuyên là vệ sinh khử khuẩn ở những cái khu vực mà có nguy cơ lây nhiễm. Thì đây cũng giúp cho cư dân an tâm, và cũng nhờ đó mà cái tình hình lây nhiễm trong cộng đồng ở khu chung cư của mình nó hạn chế rất là nhiều. Ưu điểm thứ 5 khi mà ở chung cư đó là cái việc mà tổ chức test Covid cũng như là tiêm vaccine thì có thể được tổ chức nó thuận tiện hơn. Ban quản lý có thể tổ chức ở dưới tầng trệt và mời cư dân xuống đó để mà test Covid, thì giảm cái việc mà phải đi ra ngoài ở phường
test thì khi đó là cư dân ở khắp mọi nơi tập trung lại thì nguy cơ mà lây nhiễm nó diễn ra dễ dàng hơn. Thì việc test Covid cũng như tiêm vaccine ở chung cư nó sẽ thuận tiện hơn. Ưu điểm thứ 6 là ở chung cư của mình cũng như một số các cái chung cư khác thì có các cái đội tình nguyện phản ứng nhanh. Thành viên trong những cái đội này là đa phần là những y bác sĩ, y tá, họ sống ở trong cái chung cư, tình nguyện tham gia vào đội này để mà khi có phát hiện những cái ca F0 thì họ ngay lập tức thì hỗ trợ rất là nhanh chóng cho người bệnh để giúp người bệnh vượt qua được cái khó khăn trong Covid và giảm cái tình trạng mà chuyển biến nặng, tránh những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Đây là một cái mà ở chung cư thực hiện rất là tốt. Trên đây là một số cái điểm bất cập cũng như là một số cái ưu điểm mà khi mà ở chung cư bạn sẽ gặp phải. Với cái tình hình dịch bệnh Covid như thế này, mọi thứ nó khó khăn thì mặc dù mình ở nhà phố hay chung cư thì mình cũng đều thấy rằng nó tốt cả. Căn nhà là nơi mà sẽ bảo vệ bạn và gia đình bạn để vượt qua cái đợt dịch này. Ở trong tương lai nếu mà bạn chưa có nhà thì cố gắng hãy mua cho mình một cái căn nhà, cố gắng làm việc nhiều hơn, tốt hơn để có tài chính mà mua cho mình một căn nhà để cho mình, cho bạn và gia đình bạn có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn thấy cái video này nó có nhiều thông tin có ích thì bạn hãy đừng quên là comment với like cái video này để ủng hộ tôi làm các video tiếp theo. Trong video tiếp theo thì tôi sẽ làm thêm một số cái video nói về cái nội dung là cái vấn đề an toàn cũng như là an ninh tại chung cư được tổ chức như thế nào để giúp cho bạn là những người mà đang tìm hiểu về căn hộ để mà mua cho mình cái nhà trong tương lai thì có nhiều thông tin để bạn tham khảo để đưa ra quyết định tốt nhất. Để mà không bỏ lỡ những cái video đó thì bạn đừng quên đăng ký kênh của tôi và bấm vào cái nút chuông để mà nhận thông báo khi có những video mới được up lên thì bạn có thể xem ngay lập tức. Rất vui nếu mà gặp lại bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.